Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trên mọi miền đã quay trở lại với kênh của Ngọc Trung ha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe nha anh em bà con. Đó thì hôm nay hàng bắt đầu về cho anh em nữa ha. Nói chung hàng hôm nay về thì hơi bị nhiều nha anh em nha. Đó thì hôm nay về là bơm nước nè. Rồi nói chung là hôm nay giờ được bơm nước nè. Cưa nè, là mấy cái bình phun phân xả lúa nè, mấy con phun phân xả lúa là mấy con hợi không hơn anh em ha. Thì anh em coi cho kỹ những con máy nào mà cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình có chọn nha anh em nha. Thì hôm nay về được một số máy để cho anh em bà con lấy phụ tùng nè ha. Với lại được có mấy cây cần à. Hôm nay được có mấy cây cần thôi nha. Để chuyến sau Ngọc lấy cần nhiều nhiều, nhiều cho bà con nha. Đó, với lại hôm nay về được 4 cây cắt cỏ nha. Đó, cái 4 cây cắt cỏ là còn mấy đẹp đẹp không nha anh em nha. Với lại mấy cây tỉa ăn gào. Tỉa ăn gào thì hôm nay có hợi nhiều nha. Này hợi nè, hợi nè. Đó. Cưa nè. Đó. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là anh em bà con lưu ý dùm cho Ngọc là toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc, đều có một cái là không bao phí vận chuyển thôi anh em ha. Anh em coi kênh của Ngọc cũng lâu rồi thì anh em cũng biết rồi anh em ha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship bất cứ nơi đâu nha. Anh em ở bên Mỹ, ở Campuchia tùy anh em à ha. Thì gửi được hết. Đó, tại vì anh em gửi tiền cước mà. Đó. Thì anh em coi kỹ những con máy nào mà cảm thấy nó phù hợp với mình. Thì như thí dụ mình tới mình coi cái con máy mà Ngọc đã quay video rồi thì anh em chịu khó anh em quay lại táo lại tới lui vậy. Rồi bắt đầu mình coi kỹ đi rồi mình chốt hàng nha anh em nha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc ha. Thì cũng đầu video cho thì Ngọc cũng cảm ơn mấy cô mấy bác mấy ngày qua cũng đã ủng hộ Ngọc rất là nhiều ha. Thì hàng hôm kia thì Ngọc lên video thì Ngọc cũng đã gửi cho anh em hầu sáng hôm qua rồi. Tầm có 7 giờ là xe đã bốc hàng đi rồi. Thì còn những cái đơn sốt hầu trưa 9-10 giờ thì 1 giờ đã bốc đi hết rồi. Đó thì hàng của anh em đã đi hết rồi nha anh em nha. Thì anh em bà con mà con cũng cảm ơn mấy bà gì. Con cũng cảm ơn các cô chú mấy ngày qua cũng đã like và chia sẻ cho Ngọc rất là nhiều nha. Thì con cũng cảm ơn trước các cô các bác ha. Thì anh em bà con nào mà yêu thương Ngọc mà mến thương Ngọc thì ghé cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha bà con. Đó. Thì bây giờ là hôm nay về là được 4 cây cỏ nè. Thì hôm nay là nó có sinh nâu qua nè, Robin Cốc nè. Còn ta là KTB252 nè, nòng 34 nè, Echo nè, Echo tâm rời nha anh em nha. Rồi tỉ hàng gào có 2 cây nè. Có 2 cây hợi nằm trong đây nữa nè. Cưa là có cưa single, cái này nó đẹp như mới luôn anh em ạ. Single này nè. Single 350 hay sao mà nó đẹp như mới luôn. Đó. Rồi có Xtin 031, Xtin 015, Coolock, Xtin 07 đó nè. Anh em dặn Ngọc rất là nhiều nè. Đó. Bu lăng 2008 kìa. Đó, đầy đủ quá ha. Bơm nước thì có nè, Robin cánh bướm mũ nữa nè anh em. Thì anh em bữa anh em dặn Robin cánh bướm mũ nè. TU26 nè. TU26 nè, có một con bơm nước đây nè. Có một con bơm nước đây là nói chung là anh em nhìn con máy thôi, một chút nữa Ngọc sẽ quay chi tiết cho. EC025 nè. Thì nó chỉ thiếu cái thùng nữa thôi. Nói chung là nó chưa xài luôn ha. Cái con máy này nó chưa xài luôn nè. Một chút nữa Ngọc quay chi tiết cho anh em cho. Là hôm nay có 3 con, 4 con ha. 4 con xả lúa, phun voi xả lúa được hết nha anh em nha. Đó, 4 con này là máng vuông, máng tròn là được hết nè. Đó, con bình xịt thuốc thôi ha. Hôm nay có con bình xịt thuốc của Robin nè. Đó. Giờ, hôm nay có nó Mitsubishi TM33 nha. Đó, TM33 nè. Mitsubishi TM33, TG, Komatsu, TL261, Echo 311. Đó, rồi 3 cái đầu máy xăng này thì chút nữa Ngọc sẽ bán rẻ cho anh em 3 cái đầu máy xăng này luôn nè. Toàn bộ 3 cái đầu này là nó xài phích lửa nha, bán rẻ luôn. Nói chung là hôm nay về 3 con này Ngọc không biết. Cho nên là Ngọc chỉ nói là nó xài phích lửa thôi, bán rẻ bán lỗ cho anh em luôn ha. Anh em nào mà có tay nghề thì nhắm làm được thì làm nha anh em nha. Để anh em coi kỹ giùm cho Ngọc nha. Chủ yếu là tay nghề mình cứng mình làm nó phích lửa thì anh em về làm phích lửa giùm cho Ngọc nha. Đó. Bán rẻ anh em luôn ha. Rồi, bây giờ là mình có mớ lam nữa nha anh em nha. Hôm nay có lam nhiều nè, lam quá trời luôn. Làm đa số làm cho anh em ha, tận dụng cái nào và làm nếu là làm nào mà tận dụng được thì mình xài ha. Còn tàn làm nào thí dụ mà nó xấu quá hay là nó hư rồi thì mình về làm dao nha. Đó, một chút đóng làm này nè, nó nhiều lắm. Rồi có một mớ tay lái rồi nè. Đó, mớ đồ đầu máy sát này cho anh em về lấy phụ tùng nha. Đó. Thì lúc nào Ngọc đi Ngọc cũng kiếm cho anh em là một số là để cho anh em lấy máy sát ha. Còn trong kia là toàn bộ là nó đủ đồ nha. Đó, toàn bộ nó đủ đồ ha. Thì anh em lưu ý giùm cho Ngọc ha. Thì cứ coi kỹ giùm cho Ngọc nha. Rồi. Vô vấn đề chính nha anh em bà con nha. Thì anh em bà con nào yêu thương Ngọc, mến thương Ngọc thì ghé cho Ngọc một nút đăng ký like ha anh em ha. Đó, con cũng cảm ơn mấy cô mấy bác trước nha. Đó, mình không mua, cho dù mình không mua thì mình cũng ủng hộ cho Ngọc một like nha. Đó, không sao hết ha. Rồi vô cho anh em cái cần Hitachi nè. Cái cần này là tay lái đầy đủ nha anh em nha, mã số 0. Chén kẹp đầu bò đầy đủ, cái này gắn vô TL. TL đồ được hết nha. Đó, lăng im nè, chén kẹp đầu bò đầy đủ nè ha. Mẫu mã thì con này còn đẹp xuất sắc luôn nha. Đó. Rồi, cái này để cho anh em 300.000, mã số 0. 300.000 nha.
Ông 25 hả? Ông này ông làm 4 ta? 25. Mã số 0. Rồi, vô tiếp cho em cái ống cần này, ống cần này ti 7 khí nha. Ti đẹp nè, ống 24 ha, ti đẹp nha. Đó, ti còn đẹp nha anh em nha. Đó, ti còn đẹp nè, ha. Ống 24 nè. Đó, ống 24 nha. Chén kịp đầu bò đầy đủ nha anh em nha. Đó, chén kịp đầu bò đầy đủ nè. Ống 24. Rồi, cây này là cây số 1, để cho anh em giá. Alo, 200.000. 200.000. Mã số 1. Rồi vô cho anh em cái ống cần của thằng Ruby nha. Cái này như là 11 khí nha anh em nha, Ruby ha. Ruby này Ruby 26 nè, ống này ống 24 nha. Đó, ống 24 ha. Ruby 26 nè, đâu rồi? 265 nha, 265 nè. Đó, anh em nào mà cần bị lỗi thì lấy cái cần này về thới vô ha. Đó, Ruby 26. Rồi, cái này đỡ cho anh em giá nó là 80.000. Mã số 2. Hai bộ luôn. Rồi vô cho anh em hai bộ tay lái nha, hai bộ tay lái nè. Nói chung là tay lái hơi không ha. Đó, tay lái hơi không nè. Đây này thì nó hơi cong này xíu thôi. Rồi hai bộ này đỡ cho anh em 200.000 ha. 200.000. Ống này gắn được 28 được nha. À ống 28 luôn nè. 200.000. Nhiêu? Số 3 ha. Rồi, số 4 nè, số 4 vô cho anh em là một con Sinowa nha. Con Sinowa này Sinowa 24 nha, ớt 24 ha anh em ha, tâm rồi luôn. Ớt 24. Ớt 24 nha anh em nha. Tâm rồi, con này còn đẹp thiếu nắp OE thôi ha. Nó còn thiếu nắp OE thôi. Đó, mẫu mã con này thì còn đẹp xuất sắc luôn ha. Tay lái chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Đó, màu xanh nổi cho anh em luôn. Rồi. Rồi cái này về nhà chủ yếu là anh em vệ sinh lại bình xăng con nha. Đó, Ngọc có báo rõ cho anh em rồi ha. Một là anh em vệ sinh lại bình xăng con, hai nữa là anh em chỉnh gió gan tùy tùy anh em à ha. Tại vì hàng này chỉ có màu xăng cho anh em nổ thôi. Đó, toàn bộ là của anh em về làm lại nha. Đó. Rồi, con này hôm nay Ngọc sẽ để cho anh em giá 800.000 thôi ha. 800.000 thôi, nồng 33 ly nha. Sinowa S 24. Mã này là mã số 4 ha anh em ha, mã số 4 800.000. Rồi vô số 5 nè, vô số 5 là vô cho anh em làm một con Rubin nha, Rubin cấp ha. Con này 22 sơ sơi nè. 22 sơ sơi nằm 31 32 ly nha anh em nha. Đó. Giá rẻ bèo cho anh em luôn, chén kẹp đầu bò đầy đủ. Cái này dùng cho người phụ nữ nuôi tầm có 2 con bò hay nhà có 5 con ruộng các con ơi. Rồi cái này về nhà vệ sinh lại bình xăng con hoặc là chỉnh gió gan ti nó tùy anh em ha. Đó, chỉ là màu xăng nổi cho anh em hết rồi. Phần còn lại của anh em nha, máy móc thì còn đẹp nghiêm chỉnh luôn nè. Đó, mẫu mã màu vàng ha. Bô thì còn trắng bóc luôn nha. Đó. Rồi con này để cho anh em giá nó là 650 nha. 650 luôn. Mã số 5. Số 6 nè, số 6 vô cho anh em là một con Echo nha anh em nha. Con Echo này cũng tung rồi nè. Nó là 221 đơ nha anh em nha. 221 đơ. Con này chén kẹp đầu bò đầy đủ nha. Con này nồng nó là 32 ly ha, nồng 32 ly. Đó, Echo nha anh em nha. Con này còn đẹp cực kỳ luôn nè. Anh em coi nè. Mẫu mã còn khá đẹp nha. Đó, chén kẹp đầu bò đầy đủ. Mấy gì nè. Con này thì anh em về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa ha. Đó, con này còn khá đẹp luôn nè. Ốc tán nó cũng còn đẹp xuất sắc luôn nè anh em thấy không? Bô thì cũng còn đẹp nè ha. Bô này cũng còn đẹp nè, anh em coi nè. Đó, mấy cái này là bồi xăng nổ cho anh em rồi, về nhà anh em làm lại nha. Đó, rồi con này để cho anh em giá nó là 700.000 ha. 700.000 thôi. 700.000. Thiệt á, anh em mà lấy lô như bên Nhật mà về nhà mà có giá 700.000 này Ngọc chịu không chịu, không có đâu ha. Mã số 6. Ý là Ngọc bán rẻ vậy cho anh em về dễ xài ha. Thì bãi nó đỡ rẻ cho Ngọc thì Ngọc giờ đỡ rẻ cho anh em thôi ha. Vô cho anh em là một con Tanaka tổ ong nha. Con này là Tanaka tổ ong 252 nha, nồng 34 ly, chén kẹp đầu bò đầy đủ ha, tay lái đầu đầy đủ luôn. Đó. Con này là máy nhật rặt luôn nha anh em nha. Nè. Ha. S nè, bô thì còn trắng bóc luôn ha. Nè, coi bô nó nè, còn đẹp cực kỳ luôn. Rồi giật máy của em con này đi. Con này là nồng 34 ly nha, cái này vừa quýnh cước được nè ha anh em ha. Nồng 34 ly thì giá nó hơi căng hơn xíu nha anh em nha. Đó, có sao nói vậy cho anh em luôn ha. Rồi con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 870.000 nha anh em nha. 870.000 nồng 34 ly.
mã số 7 ha anh em ha. Đó. Tài chú quanh bộ rồ tay đỏ một kim luôn nha. Rồi về nhà anh em vệ sinh lại bình xăng con em hút hàng cho này cho Ngọc nha. Vô tiếp cho anh em là một con Giang Ma nha, Giang Ma ha. Con này động cơ nó là cốt xéo tua chậm, động cơ nó là 3.2 nha anh em nha. 3.2 HPS nè, ha. Đó, cốt xéo tua chậm nha. Con này xài phích lửa nha anh em nha. Đó. Con này thì mẫu mã nó là nắp bo e còn nè, ha, nắp bo e còn. Rồi, giật máy giật hơi cho con này cho bà con luôn. Hơi tốt nha. Đó, hơi cực kỳ tốt luôn ha. Nó là xài phích lửa nha anh em nha. Đó, anh em về làm phích lửa lại cho Ngọc nha. Rồi, con này thì bình xăng con có nè, ha, bình xăng con bo rồi đầy đủ, nắp bo e đầy đủ luôn ha. Rồi, con này Ngọc sẽ để cho anh em 400.000 nha. Mà số 8 ha anh em ha. Đó. Rồi số 9 này vô cho anh em là một con EI18 nha. Con này EI18 cốt xéo tua chậm luôn nha. Nó cũng xài phích lửa luôn. Vì anh em cảo này ra gắn bôi vô anh em xài ha. Con này nó động cơ nó là 5 ngựa nè ha. 5 ngựa nè. Nè. 5 PS nè. Đó. Cốt xéo tua chậm. Con này lóc ác nào cũng còn đẹp nè ha. Phích lửa. Rồi giật hơi giùm em đi. Đó, hơi tốt nha. Đó, con này hơi cực kỳ tốt luôn nè. Rồi con này để cho anh em giá 500.000 thôi ha. 500.000 thôi. Bán quá rẻ luôn anh em ạ. Anh em lưu ý là hàng này là về nhà anh em là chỉ có tay nghề làm nha. Còn không thì anh em không biết thì anh em lên kênh YouTube hướng dẫn làm phích lửa nha. Đó, 500.000 mã số 9. Số 10 vô tiếp cho em một con Giang Ma nữa này ha. Con Giang Ma này. Con này đẹp với ta. Bình xăng nó đi kiểu đạ vậy trời. Đẹp. Cốt xéo tôi chậm nha. Động cơ nó là... Ủa? Này động cơ nó có 2.4 anh em à. 2.4 PS anh em à. Ha. Đó, PS à. Con này nó xài phích lửa luôn hả ta. Rồi cốt xéo tôi chậm nha. Cái này gắn cho máy xới đúng bài nè. Rồi giật đi. Hơi tốt. Rồi con này để cho anh em giá nó cũng 400.000 luôn ha. Cho anh nhanh cho rồi ha. Đi bán rẻ đi cho nhanh ha anh em ha. Đó. Này là bán lỗ cho anh em luôn rồi. Mã số 10. Rồi số 11 nè. 11 vô cho anh em làm một con VS ha, VF 500 nha. Con này là cổ tròn ha, cái này xả lúa được nha anh em nha. Họng này là họng bự nè. Đó, họng này xả lúa được nha anh em nha. Đó, bình này 26 lít. Đó, bình 26 lít nha anh em nha, bình bự ha, bình bự. Cái này là mắc nắp boe rồi, bán rẻ cho anh em luôn. Rồi, con này nó có ống nhung luôn nha anh em nha. Nó có cái ống nhung luôn. Dây đeo nó nè. Dây đeo nằm đây ha. Đó, mẫu mã còn cực kỳ đẹp nha anh em nha. Đó, bình 26 lít. Đó, tương đương là 28, 29, 30 cái phân gì đó. À, rồi, con này nó là 50cc nha anh em nha. Đó, 50cc thôi. Mẫu mã còn cực kỳ đẹp nha anh em nha. Đó. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 800.000 thôi. Ha, 800.000. Về cho anh em xả lúa luôn. Mã số 11. Số 12 vô cho anh em nè. Một con Robin nè. RS233 ha. Nó xài bằng quạt nha. Bình này là bình 20 lít nha anh em nha. Bình 20 lít nước ha, 20 lít nước. Nó còn cái ống mà nó mất hình khúc rồi. Về nhà anh em gắn ống khác vô nha. Rồi giật hơi màu xanh con này nổ luôn đi. Bật công tắc vô. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 550 luôn nha. Đó, cái này là nãy màu xăng nổ nó rồi nè. Không biết sao giờ hết. Nổ. Chắc vô bình xăng quá sao anh em à. Rồi, để cho anh em 500.000 luôn nha. Đó, bình 20 lít 500.000. Giờ anh em vệ sinh là bình xăng nha. Mã số 12. Rồi số 13 vô cho anh em là một con Komatsu nha. Đó, cơ MD nè, MD 2000 nè. Đó, anh em coi là máy móc này còn đẹp cực kỳ luôn. Nói chung con này nó đẹp phải tầm cỡ 100% luôn á. Ha. Đó, mẫu mã nó khỏi phải bàn nha. Đó, cực kỳ đẹp ha. Đó, khá đẹp luôn nè. Anh em thấy không? À, nó là nó có cái ống nhung nha. Nó có cái ống nhung với lại dây đeo nữa. Ngọc đới và xe là có gì anh em có chốt thì Ngọc sẽ bỏ vô cho anh em nha. Cái này dùng cho người lớn tuổi đúng bài luôn nè ha. Rồi giật máy đi. Lên ga
này về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa là anh em hốt hàng lấy cho Ngọc nha. Đồ ốc tán nó còn đẹp cực kỳ luôn nè anh em coi nè, dàn ốc nó nè ha. Quá đẹp ha. Mở đây. Bình này chứa được 10 kg phân nha, 10 kg phân 11 kg gì ạ ha. Nói chung là nó được 8 9 lít gì nè. Đó bình này nè. Thì nó là máng vuông luôn nha, nó máng vuông luôn, máng này xả lúa được luôn nha anh em nha. Đó thổi lá xả lúa rồi luôn. Rồi, này đỡ cho anh em giá nó là 750 nha. À 700.000 đi cho anh em ha. Vậy nha, cho bà con. Tiền cước con này tầm cỡ 45.000 nha anh em nha. Đó. Bao nhiêu? 13. Rồi, vô một con VIP Pro cho anh em nè. Ha. Con này MD nha, MD 460A anh em nha. Đó, con này 46cc. Ống nhung đầy đủ. Dây đeo đồ đầy đủ nha anh em nha. Đó. Mẫu mã còn cực kỳ đẹp nha, double E đầy đủ luôn. Đó. Con này khá đẹp ha. Đây là xả lúa đúng bài luôn nha. Máng vuông luôn nè anh em. Đó, máng vuông luôn. Bình á thì nó bị răng rồi nha. Bình nó bị răng rồi nè. Đó. Thì Ngọc bán là động cơ thôi, bình 20 lít nè, bán động cơ thôi. Chứ còn bình này nó bị răng rồi ha. Bị răng hết rồi nè. Nè. Ha. Đợi Ngọc kèm shop vô về nó có bể rồi anh em đừng chửi Ngọc nha. Đó, bình này bán động cơ thôi. Bán cho anh em giá nó là 1.2 triệu thôi ha, 1.2 triệu thôi đó. Còn cái bình này về nhà thí dụ như mà Ngọc chèn xốp mà nó có, tại vì mấy cái bình răng răng như vậy nè là nó dễ bị lủng lỗ lắm nha anh em nha. Đó, đó Ngọc cố gắng Ngọc chèn xốp cho anh em cho ha. Nó chèn xốp kỹ đàng hoàng cho anh em rồi bán cho anh em 1.2 triệu thôi. Bình này là chứa được 25 kg phân nè, nó 20 lít tới đây là chứa được 25 kg phân rồi nha. Đó thì bán cho anh em 1.2 triệu thôi ha, bán rẻ cho anh em thôi 1.2 triệu mà số 14 15 nè, 15 vô cho anh em là một con Robin nha. Đó, một con Robin nè, con này khá đẹp nè. Robin này là 412 nha. Đó. Con này khá đẹp luôn anh em à. Máng này là xả lúa đúng bài luôn nè. À. Ngọc mở cho anh em coi đó, thấy chưa? Xả lúa đúng bài luôn nha. Mở nắp ra cho anh em coi luôn nè. Đó, thấy không? Cái này là xả lúa đúng bài luôn nha. Đó, bình này cũng mới chét à, ha. Nhật nó quên xài hay sao á. Cái này là Ngọc chở làm sao mà nó bay cái tem nè, ha. Đó, chứ còn ốc án nó còn đẹp lắm, ha. Đó, anh em nhìn dàn ốc thôi là anh em phải ghiêng liền đúng không? Đó, nhật nó quên xài rồi ha. Con này đẹp phải tầm cái 90% nha anh em nha. Rồi giật máy cho mình này, bình này chứa được đựng được 22 kg phân nha. Con này khá đẹp nha anh em nha. Đó, mẫu mã nó khỏi phải bàn ha. Rồi, con này đỡ cho anh em giá nó là 1.350.000 thôi nha. Đó, 1.350.000 thôi. Bán rẻ luôn cho anh em luôn ha. Đó, anh em bà con mùa này mưa gió rồi cũng thất thường rồi. Mã số nhiêu vậy? 15. 16 nè, 16 vô cho anh em cây tỉ rào nè. Đó, bán cho anh em cây tỉ rào. Cái cây tỉ rào này nó được một cách nữa nè anh em. Anh em nào mà nhà mà làm ruộng á, mà mấy cái cây mà lúa xấu á, lúa ma á, lúa cao á. Đó, thường thường ở quê của Ngọc thì nói là lúa đó là gọi là lúa xấu ha. Mình cầm cái này mình đi quơ nè, mình tỉa là mình đi quơ ở khúc trên nè cho nó rụng hết đi ha. Đó thì Ngọc cũng thường thường cũng có một cây cũng y vậy nè, Ngọc cũng làm cái này nè. Đó mà đây là hợi, nó là hợi của thằng Kawasaki nha. Đó thì hôm nay bán rẻ cho anh em luôn ha. Rồi giật hơi cho con máy này giùm em luôn, màu xăng nổ luôn đi. Để cắt chè cũng được nè ha, hay là cắt lúa xấu à, lúa cao á, lúa ma đó là ổ đúng bài luôn nha. Đó rồi cái cây này hôm nay đỡ cho anh em giá nó là 650.000 thôi ha, 650.000 thôi đó, cho 50.000 xài bằng IC luôn nè ha, IC tiếp bự từ bá luôn rồi. Mã số 18 16, mã số 16 nha anh em nha. Đó quá rẻ đúng không anh em. Rồi vô tiếp cho anh em con Rubin nữa nè ha. Con Rubin này nó là 752 nha, 752. Rubin này nó cũng ngon lắm nha anh em nha, nó cũng mạnh lắm ha. Mấy hồi nãy là cái con kia nó là nó được 6 tấc nha, 1 gang nè, 2 gang nè, 3 gang nè, 7 tấc, con này 7 tấc nha anh em nha. Rồi giật máy giùm em con này luôn đi. Con bánh này như là nồng 34 ly sao nó mạnh dữ ta, mạnh như trâu bò luôn à. Ốc ác rồi nó còn đẹp lắm nha anh em nha. Đó, xài chế hợi một kim ha. Rồi con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là
730.000 thôi ha. Đó, bán rỉ cho anh em mau đi. Mã số 17. Đó, cái này là xài cho cắt chè hay là cái tỉa rào, hay là mình muốn ở nhà nào mà trồng cái cảnh đồ á thì dùng mấy cái cây này đúng bài ha. Rồi vô cho anh em là một con cơm mít su nha. Con này hàng hợi rồi. Đồ bình xăng mới chát luôn. Con này đẹp phải trầm cỡ 90%. Răng nó nè, răng thì bao đẹp luôn ha. Đó. Nói chung là con nào răng cũng đẹp hết nha anh em nha. 1 gang, 2 gang. Rồi, con này 5 tấc ha, 5 tấc. Nè, có chữ Geno cơm mít su nè, hàng hợi nha anh em nha. Đó. Bình xăng còn mới chát à. Rồi giật giùm em con này đi. Anh em ha. Đó. Nè, con đẹp cực kỳ luôn nha anh em nha. Đó. Rồi, con này Ngọc sẽ để cho anh em 950 nha. 950 ha. Cơm mít su 950. Mã số nhiêu? Mã số 18 nha anh em nha. Mã số 18 ha. Đó, 18. Rồi 19 nè. Ủa con này con hợi mà. Chích mẹ là nó là hàng Nativo rồi anh em ơi. Nó là Nativo nha anh em nha. Rồi con này nó Nativo nha, ốc án nó còn đẹp nè ha. Ốc án nó còn đẹp xuất sắc luôn. Nòng 34 ly nha, Nativo nòng 34 ly. 1 gang nè. 2 gang nè. 3 gang nè ha, 3 gang rử. Là thành 7 tấc nha, 7 tấc ha. Cơm mít su. Mẫu mã rồi con này thì nói chung là nó đẹp như mới luôn. Nó chưa xài luôn nè, bô này cũng chưa xài luôn nè ha. Còn đẹp nha. Đó. Khá đẹp luôn nha anh em nha. Cực kỳ đẹp ha. Đó, mẫu mã này. Thôi khỏi phải bàn luôn rồi. Rồi mua sang con này nổi giùm em đi. Rồi cái này bình xăng vô rồi. Về nhà anh em vệ sinh là bình xăng con dùm cho Ngọc nha. Nó vô rồi. Cái nó ngộp xăng nè ha. Rồi con này Ngọc sẽ để cho anh em, giá nó là 750 thôi ha. 750 thôi. Đi vô bình xăng rồi nha. 750.000. Nhiêu? Mã số 19 nha. Về nhà vệ sinh là bình xăng con dùm cho Ngọc nha. Đó. Số 20 vô cho anh em một con Robin nè. Robin EC025 nha. Con này lưu lượng nước của nó là 110 lít nước trên 1 phút đẩy, tầm cao từ 29 đến 32 mét ha. Con này ốc ác nó thì khá đẹp ha. Nè. Khá đẹp luôn nha. Đó. Màu đồng không nha anh em nha. Đó, màu đồng không à. Bô nó nè. Trời ơi. Anh em coi bô nó nè. Còn khá đẹp luôn ha. Cực kỳ đẹp nha anh em nha. Rồi giật mấy con này đi. Rồi. Con này là màu xăng nổ rồi. Phần còn lại là của anh em về làm tiếp nha. Đó, con này thì anh em khỏi phải bàn rồi ha. Khá đẹp nha, ốc tán nè, siêu đẹp luôn ha. Bôi thì còn mới chát. Rồi con này Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá nó là 950 nha. 950. Mã số 20. Rồi 21 nè. 21 vô cho anh em là một con Robin nha. Con Robin này là 411 nha. EC04 nè ha. Robin mũ nha, EC04 nha. Mẫu mã là còn đẹp xuất sắc luôn. Lưu nó xài là ống hút xả 34. Lưu lượng nước của nó là 130 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 34 đến 45 mét này, đẩy tầm xa được 148 mét này ha. Ở một tán thì còn đẹp xuất sắc luôn. Thiếu nắp boe nha. Con này thiếu nắp boe thôi ha. Rồi giật máy cho em con này đi. Rồi, con này mồi xăng nổ cho anh em rồi nè. Thì còn phần còn lại là của anh em về nhà anh em vệ sinh lại bình xăng con, đó là anh em hút hàng nó cho Ngọc nha. Đó. Còn khá đẹp ha. Rồi vệ sinh lại bình xăng con hoặc là anh em cái này về nhà vệ sinh là bình xăng con đi. Máy thường 04 á là nó hơi vô bình xăng nhiều nhất anh em nha. Đó. Rồi con này đỡ cho anh em giá 1.2 triệu à. Nòng 40 ly nha. Mã số 21. 22. Vô cho anh em là một con Mitsubishi TU26 nha. Con này là nói chung là đẹp long lanh luôn ha. Đẹp long lanh luôn nè. Ống hút xả 34, lưu lượng nước con này 115 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 30 đến 35 mét nha. Đó, đẩy tầm xa thì 110 mấy mét thôi. Bôi thì còn trắng bóc nè. Đó, mẫu mã thì còn cực kỳ đẹp nha.
Đó. Rồi giật mấy con này đây, con này nòng 34 ly nha, từ U26. Mấy con im gu. Rồi, con này nè. Đóng lóc tôi U26 nè ha. Đó. Khá đẹp nha anh em nha. Đó, mẫu mã thì khỏi phải bàn ha, cực kỳ đẹp. Rồi, con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 1 triệu mốt nha. Nhiêu? Mã số 22 nha anh em nha. Đó, 22. 23 vô cho anh em một con Robin nha. Con Robin này Acer 02 nè, con này mini nè, nhẹ nhàng cho bà con luôn nè ha. Đó, con này lưu lượng nước nó là 110 lít nước trên phút, đẩy tầm cao là từ 29 đến 30 mét nha anh em nha. Đó, ống xả 34 luôn, Robin ha. À, giật hơi con này nè. Màu xanh con này nổ luôn. Con này thì Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 800 ngàn nha. Đó, 800 ngàn ha. Bình xăng thì nó có chày cho đây một xíu nè. Hình như nó lũng lỗ kim cho đây sao nè. Để cho anh em 800 ngàn thôi nha. Đó, về nhà anh em kiếm miếng kèo nên in vô một cái là nó hết rồi. Mã số 23. Vô cho anh em là một con, nói chung là con này là hàng đập thùng nha. Đó. Hàng này là chưa xài nha anh em nha. Đó, hàng chưa xài nha anh em nha. Bên Nhật mà nó chưa xài anh em biết rồi ha. Ốc tán là nói chung là đẹp từ dưới lên trên luôn nè. Lưu lượng nước con này nó là 1 phút nó 110 lít nước trên phút, để tầm cao từ 29 đến 35 mét nha. Ống xả 34. Đó. Anh em coi nè, vàng ốc đó nè. Nói chung là Nhật nó không có xài hay sao anh em à. Con này là Nhật nó quên xài rồi. Rồi giật máy giùm em đi. Rồi giật máy chát luôn kìa. Đẹp không? Anh em coi con máy nè. Hàng đập thùng nha anh em nha. Đó. Con này đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu tư nha. Cái này chắc tới mùa Ngọc đem con này đi tưới nước đúng bài luôn nè ha. Mã số 24 nha. 25 vô cho anh em một con TU26 nữa nè ha. Đó. Con này cũng còn khá đẹp nè. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha, cực kỳ đẹp nha. Nó chỉ thiếu nắp OE thôi, bán rẻ cho anh em luôn, thiếu nắp OE bán rẻ cho anh em luôn, TU26 luôn. Con này lưu lượng nước nó 115 lít nước trên phút, để tầm cao từ 30 đến 35 mét nè, để tầm xa là 115 mét nè ha. Đây TU26 nè, đóng lóc nè. Ha. Rồi chụp máy đi. Đóng nghe lại. Thì nó hơi xấu xấu một xíu ha. Nó mất cái nắp OE, đỡ cho anh em giá 1 triệu luôn. TU26 nha, 1 triệu. Mã số 25. Rồi vô cho anh em một con Singu nè. Con này thì nó cũng như hàng đập thùng luôn nha. Nè. Anh em coi thử nó dúng đã hàng đập thùng không? Ây cha. Ây da. Làm dài 3 tấc nha. Làm dài 3 tấc hơn ha. Đó, máy móc thì còn đẹp xuất sắc luôn nha, để Ngọc dỡ lên nó mới công mới dính. Đó, khá đẹp nha, dàn đít nó nè. Thấy anh em thấy không? Khá đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Đó. Rồi giật máy giùm em đi. Vệ sinh là bình xăng con đúng bài luôn ha, khá đẹp. Nói chung là con máy nào cũng phải về nhà vệ sinh là bình xăng con nha. Cái này chỉ có mới có mùi xăng nổi cho anh em ha, làm xích nó đẹp, xích nó cũng còn đẹp nha. Đó. Máy móc thì con này Ngọc nói là con này nó đẹp phải tầm 95% luôn chứ không phải 90% nữa nha. Đó. Còn cái con bơm nước nãy là nó đẹp phải 100% vậy. Con này đỡ cho anh em giá 1,2 triệu nha. Mà số 26, 27 nè, 27 hôm nay vô cho anh em con cù lốc nè ha. Cú lốc này là cú lốc 3310 nha. Đó, làm dài là 3 tấc hơn. À, rồi, giật máy giùm em con này đi. Mini nha. Rồi,
thôi, tay cục thôi nè. Nó về nhà cho anh em cắt gì cưa gì đó, cưa gì đó, cưa ha. Rồi để cho anh em về nhà anh em dọn lại nha. Rồi con này để cho anh em giá nó là 650 nha. Nhiêu? 27. 28 vô cho anh em là một con hàng tàu xuất Nhật nha. Con này là 5200 ha. Đó, 5200 nha, hàng tàu xuất Nhật nha anh em lưu ý nha. Làm dài 5 tấc ha. Mẫu mã con này còn khá đẹp nè. Cái này thì phụ tùng nó có đầy nha, phụ tùng dễ thay nè. Đó. Cho anh em bà con dễ sử dụng ha. Rồi cái này nó hơi lủng mớp cho nên xíu, rồi chụp máy giùm em con này đi. Xăng nổ mà. Thôi cái này về cho anh em vệ sinh lại đi ha. Chắc nó vô mình xăng con rồi. Cái này nãy màu xăng nổ nè. Rồi con này để cho anh em giá nó là 700.000 nha. 28. 29 nè, 29 vô cho anh em là một con này gọi là con Hermes nha. Hermes lớn nè, 330 nè. Con này khá đẹp luôn nè. Mã seri nó này nó là hàng Mỹ xuất Nhật nha. Mấy cái miếng vải này là khó chịu ghê. Đó, cái này màu xăng nổ rồi nè, cho anh em luôn nè, máy bự nè. Con này thì còn khá đẹp luôn ha. Cái này xài làm 5 tấc còn được, nó chứ chi 6 tấc 5 tấc được hết nha anh em nha. Đó, mẫu mã nè, còn đẹp cực kỳ luôn ha. Răng nó nè, quá đẹp. Đó. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 850 nha. 29. Nó xài sức 72 nha anh em nha. Lớn á. Vô cho anh em là một con Xtin 031 nha. Đó, con này thì còn cực kỳ đẹp. Mẫu mã là khỏi phải bàn nha. Đây răng chén bát ở đây. Nó là bao nhiêu sơ sơ ta? Được coi con này đó. Hình như là nó là, anh em coi thử đi, bao nhiêu sơ sơ nè. Răng bén đồ còn đẹp nha, đít ác đồ cũng còn đẹp nha. Đó, còn khá đẹp ha. Con này đẹp lắm. Hơi nó nè. Hơi còn tốt nha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 750 nha. 750 nè. Mã số 30. 31 vô cho anh em một con Xtin 015 nha. Con này nó hơi xấu xấu bên ngoài thôi ha. Chứ còn đít nó cũng còn đẹp nè. Hai dàn đít nó còn đẹp nè, răng nó cũng còn đẹp nè ha. Đó. Giật hơi cho bà con nè. Hơi còn đã lắm nha. Đó, hơi đã không? Hơi còn tốt nha. Rồi con này thì bán cho anh em giá 350 nha. 31. Vô cho anh em một con bu lăng này. Con này hàng này là bình xăng nó là cũng dễ làm lắm nè anh em. Mấy ổng nói là cái dòng này cũng dễ làm lắm nè ha. Con này khá đẹp nha. Nói chung con này đẹp như mới luôn chứ khá đẹp vậy. Nè. Đẹp cực kỳ luôn ha. Đó. Quá đẹp ha anh em ha. Giật hơi cho bà con nè. Ở giật kia là cái sao á. Hơi tốt nha. Đó, giờ giật cùng mới chát rồi ha. Con này còn đẹp nè. Vàng trước đó nè, còn đẹp nha. Nó là hàng này là hàng Mỹ nha, hàng Mỹ xuất Nhật nha. Đó. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 600.000 nha. Số mấy này? Số 32 nha. Vô tiếp cho anh em nè. Vô tiếp cho anh em là một con Xtin 07 nha. Đó, con này khá đẹp nè. À, đó anh em coi nè, đẹp không? Răng chén bát ở đây, đít nó đây. Còn đẹp nha anh em nha. Mấy cái này là mấy cái gì mà xong đưa mấy cái mũi nhọn ra ớn vậy. Bô nó còn màu bạc luôn nè ha. Mặt trước nó nè, còn đẹp nha. Con này Xtin không có cho trò, con này đã. Thôi nữa nè. Trời ơi. Cái cha tôi kia giật rồi. Tôi kia giật rồi anh em giờ làm gì giật lại nha.
Rồi con này đỡ cho anh em giá 750 luôn nha. Về làm gì giật lại giùm cho Ngọc nha. Tôi kỹ chụp rồi. Hơi đã thì cái cho 750. Mã số nhiêu? 33. 34 vô cho anh em là một con cưa câu lóc này ha. Con này thì nó đẹp phải tầm có 90% nha. Nó là hàng Mỹ xuất Nhật này. Nè. À, đẹp phải không? Đó là câu lóc 10.10 ha. 10.10. Hình như nó là 50 sơ sơ hay sao ạ? 50 60 gì đó. Này đẹp nha, giọt hơi nè. Hơi tốt nha. Rồi con này bán cho anh em giá 470.000 nha. 470.000. 34. Vô cho anh em một con Hermelix nè, Hermelix áo nhựa nha. Đó, con này còn đẹp nè. Đít nó còn đẹp nè. Răng nó nè, ha, răng còn đẹp nha. Giật hơi cho ba con nè. Hơi tốt nha. Đó, hơi cực kỳ tốt ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 380.000. 35. Vô cho anh em một con Rubin nè. Con này mắc cái áo trên đây nha. Đó, mắc cái áo trên đây. Rubin nha anh em nha. Đó, Rubin. Ừ. Khá đẹp ha. Răng trắng bát này. Nó hơi chóc sơn thôi. Giật hơi nè. Thiếu cái chụp e thôi. Hơi tốt nha. Rồi, con này bán cho anh em về chế cháo bài bạ rồi xe máy rồi cho vui nha. 200.000. 36. Vô cho anh em con bu lăng ha. Con bu lăng mini nè. Đó, tay cục nè. Làm dài 3 tấc nha. Đó. Mẫu mã cũng thì nó hơi chóc sơn ha. Nó chóc sơn. Ủa cha, cái gì mà nó cắt cái đường tay của Ngọc đứt tay luôn nè. Cái gì vậy? Ái chặt cứng luôn rồi. Rồi con này bán cho anh em 300.000 mới giật được rồi sao cứng luôn rồi. 300.000 nha. Số nhiêu vậy? 37. Vô cho anh em nè, một con Rubin, à con Echo nha. Echo đây 311 nè, thiếu bố tặng bố cho anh em nha. Con này thì mùi săn nổ cho anh em nè, ha, giật hơi tốt mà mùi săn nổ cho anh em luôn. Chết cha tay chảy máu luôn anh em à. Cái cưa này nó lấy máu của Ngọc rồi nè. Rồi giật hơi giùm em nè. Con này nòng 36 37 ly vậy nha. Săn nổi rồi đó, phần còn lại của anh em về vệ sinh lại ha. Cái này thiếu bố tặng bố cho anh em nha. Anh em nhớ nhắn tin lưu lại giùm cho Ngọc nha. Có chốt thì báo cho Ngọc ha. Cái này đỡ cho anh em giá là 900.000 đồng 36 ly. Nhiêu? Mã số 38. 39 này, vô cho anh em một con Mitsubishi nha, TL261 ha. Đóng lóc mắc in da băng đàng hoàng cho anh em nha. Đó. Xài chế quanh bồ rồ tay đỏ một kim nha. Đó, tay đỏ một kim ha. Con này thì thiếu bố ha, con này thiếu bố. Này rớt lên trên đầu xịt thuốc xuống nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 ha. Nhiêu? Nồng 34 ly. 39. À, mã 39 nha. Mã số 39 nha anh em nha. Vô cho anh em tiếp một con Mitsubishi T130 nha. Đó. Con này còn khá đẹp luôn nè anh em thấy không? Mẫu mã cực kỳ đẹp nha. Con này nòng 34 ly ha, cái này gắn xịt thuốc đúng bài luôn nha. Giật máy đi. Rồi, con này thiếu bố nha anh em nha. Con này đỡ cho anh em giá nó là 600.000 ha, 600.000. Vô cho anh em là một con Ruby nha, con Ruby Mitsubishi T100 ha. T100 chỗ này thì nó bị lủng cái chỗ này một xíu rồi nè, anh em thấy không? Nè. Đó, con này khá đẹp nha anh em nha. Nó thì lủng cái áo cái đó một xíu thôi ha. Còn đồng loại thì cũng còn đẹp nè, chưa có bể đâu ha. Đó. Cái này mồi săn nổ rồi nè, coi nè. Thấy không? Không nghe lại cái đó. Này mồi săn nổ rồi. Về nhà anh em vệ sinh lại bình xăng con cho nó nổ ngon lành nha. Còn không anh em lên chấn ngang hai kim á cho nó ngon lành ha. Mitsubishi T100 ha. Mình coi thử ti này mấy kiếp. Này như làm ti vuông nha anh em nha, ti vuông ha, ti vuông nha anh em nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 450 nha. Nhiêu?
41. 42 vô cho anh em nè, một con Shingu 268 nha. Con này giật được mà bị tụt dây giật rồi nè. 268. Tâm rời 260 nha. Con này nó 34 ly luôn nè, bình xăng còn mới chét à. Ha. Nè. Anh em thấy không? Lăn được nè. Nãy giật được chứ mà tụt dây giật rồi nha anh em nha. Anh em về nhà anh em kiếm dây giật vô nha. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 350 nha. Nhiêu? Mã số 42. 43 nè, 43 vô cho anh em một con TG 20 nha, tâm liền ha. Tì đây là tì 10 khía nha, tì đây tì 10 khía. Hình như tì 10 khía đúng rồi, tì 10 khía. Đó, tâm liền TG 20 ha. Cái này bình xăng thì còn mới chát à ha. Đó, này lửa có rồi nha, hơi nó nè. Đó, hơi giật cực kỳ tốt ha. Nè, ấp tán nó còn đẹp lắm. Áo thì nó nứt lên trên đây xíu nha. Nè. Thấy không? Rồi con này bán cho anh em giá 300.000. Còn anh em có cái tâm rời gắn vô cũng được. Cái này thay vô tâm rời được hết nha. 43. Vô cho anh em một con Mitsubishi TM33 nha. Đó, TM33 tâm rời nè. Đó, áo thì nó bị mẻ bên này xíu nè. Đó. Đó. Thì bình xăng nó bị lủng chỗ này một cái nè. Thấy không? Nè, lủng lỗ chỗ đây nè. Anh em thấy không? Đó. Về nhà anh em nghiên cứu nha. Con này lửa có là xài chốt One Pro 2 kim luôn nha. 2 kim luôn. Lửa có nha anh em nha. Hơi nó nè. Hơi tốt không? Hơi cực kỳ tốt nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 900.000. 44. 45 vô cho anh em một con TG nè. TG đây là thuộc dạng là nằm công ty của Maru Yanma nha. Đó, TG 20. Tâm rời nè, 264 còn dày khui luôn, bình xăng còn mới chát, nó là máy đề nha. Đó, máy đề ha. Lửa có rồi, hơi nó nè. Hơi tốt nha. Đó. Rồi con này bán cho anh em giá 450 nha. Về nhà anh em lên chới ngang 2 kim á. Cái này xài ngon lắm á. 450. 45. 46 vô cho anh em một con cơm nè ha. G2K sơi ha. Đó, tâm rời. Tâm rời nè, tâm 260 nè, cái này gắn xịt thuốc đúng bài nè. Xài chấu One Pro tay đỏ, xài chấu One Pro nhựa nha. Đó. Cái này xài đời nha anh em nha. Đó, hơi nè. Dây giật mới chắc luôn. Hơi tốt. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 450 luôn nha. 46. Cái này xài ghe chế thi xe được cũng được mà. 47 vô cho anh em một con TD18 nè ha. TD18 con này thiếu body. Tặng body cho anh em luôn nhưng mà anh em phải nhắc Ngọc nha, chứ lỡ Ngọc quên. Tâm rồi 260 nè ha. Giật hơi tốt lắm anh em ơi. À. Coi nè. Ủa cái này cứng rồi. Ủa. Sao này cứng rồi ta? Giật được mà. Thôi con này bán cho anh em 170.000 nha. 47. 48 vô cho anh em một con Shingu nè. Shingu này lăn được nè. Ổ giật nè, ổ giật sao nó nằm ổ giật này ta? Không hiểu luôn. Rồi, cái này về cho anh em nó 26 sơ sơ luôn nè anh em. Rồi cục này lăn được. Ha. Ổ giật này sao mà nó giật được hay vậy? Tụt dây giật rồi. Rồi, cục này để cho anh em 170.000 nha. 170.000 ha. 170.000. 56 hả? 48 hả? Mà số 48 nha này nha. 48 hả? 48 nè. 49 vô cho anh em một con Kawasaki nè, KT12 nè, con này lăn được nè. Mất cái body rồi. Ha, mất body lăn được nè. Giật được không? Giật được nha. Rồi cục này bán cho anh em giá 120 nè. 49. Vô cho anh em cục G3 sơi nè, con này còn bố nè. Ha, mà bị cứng rồi. Về nhà anh em lấy phích lửa nha. Phích lửa nằm đây nè. Cứng nha. Bori còn rồi. Rồi, cục này bán cho anh em 150. 50. À, số 50. 51 cho anh em một con Shingu nè, 237 nè. Con này bị bể mình xăng rồi ha. Tâm rời 260 nè. Đó, con này giật được nha. Mất cái trái ga nha. Rồi cục này bán cho anh em giá 200.000. Con này còn đẹp nè, 200.000. Về anh em đổ vô xịt thuốc nha. 51 hả? Mã số 51 nha anh em nha.
52 vô cho anh em một con Singu nữa nè. Singu này cũng 237 nè. Con này đứt dây giật rồi ha. Đó, 237 đứt dây giật rồi. Mất bô ri, mất cái trái gà luôn nè. Về anh em lên chất kim ra hai kim nha, chở ngang hai kim hết đi ha. Rồi cục này bán cho anh em 150. Nhiêu? 52. Mà số 52 nha anh em nha. 52 150.000. 53 nè, vô cho anh em Singu nữa nè. Con này bị cứng rồi. Cứng rồi nha, cứng rồi. Singu đây, Singu cũng 237 luôn mà bị cứng rồi nha. Rồi cục này bán cho anh em 100.000. Tâm rồi đúng không? Tâm rồi 260 nha. 100.000. 53. Số 23. 53. Năm bốn vô cho anh em cục TD18 nè, cục này lăn được nè ha, lăn được nè, thiếu ổ giật nha. Còn bình xăng con nè, mắc bô ri, con này đẹp lắm nha. Rồi cục này để cho anh em giá nó là 140.000. 54. 55 nè, vô cho anh em con Singu nè, hôm nay tâm rời nhiều nha. Singu toàn Singu không à, Singu 237 mắc ổ giật à, lăn được nè. Rồi cục này để cho anh em 150. Mà số 15. 55. 56 nè, vô cho anh em con Singu nè. Singu này thì mất bình xăng con nha. Thuộc cái giật à. Đó, bố con còn đẹp nha. Rồi, lăn được thuộc cái giật. Con này để cho anh em 150. 56. 57 vô cho anh em một con TG18 này, con này lăn được nè, bể bình xăng rồi ha, bể bình xăng rồi, giật nè. Hơi tốt nha. Con này còn vú bơm luôn nè. Ốc tán còn đẹp lắm nha, bố còn dày khui luôn ha. Rồi cục này bán cho anh em giá 170.000, bình xăng bể nha. Nhiêu? 57. Vô tiếp cho anh em một con Singu 268 nè ha. Không hiểu sao mà nó có cái bát nằm dưới đây ta. Tâm rồi nha, bị cứng rồi ha, bị cứng rồi. Bán cục này cho anh em 130.000. 58. 59 nè, vô cho anh em một con Hitachi nè ha. Hitachi con này bị cứng rồi nha, cứng rồi. Nó nhiêu này nè, bán dày luôn nha. Rồi bán cho anh em bình xăng bể rồi, bán cho anh em 100.000. 59. 60 vô cho anh em một cục Tanaka này ha. Tanaka nè, Tanaka này nó bể bình xăng nha, nó mất cái áo lên trước luôn, Singu chứ. Rồi bán cục cái giày luôn ha, vú bơm hai kim luôn. Rồi bán cho anh em cục này 180.000. 60. 61 vô cho anh em nè, cục con G3C nha, con này bể bình xăng à, con này lăn được nè. Bồ nó lắc vậy nè, nó bán cho anh em về anh em chế cháo rồi bài bài cho vui nha. Bình xăng con còn luôn, mắc bô ri. Cục này để cho anh em 200.000. 61. 62 vô cho anh em một con Singu nữa nè. Singu này bị cứng nha, mà nó là 268 nha. À, 268 này bị cứng nè. 26 sơ sơ nè. Rồi con này bị cứng rồi. Cục này bán cho anh em 150. 62. 63 nè, vô cho anh em một con Singu nữa nè, con này lăn được nè, mắc bình thân con nè, mắc bô ri nè, giật được nha. Đó. 237. Rồi cục này bán cho anh em 170.000. Tâm rồi 260. 63. 63 nha anh em nha. 64 nè, vô cho anh em một con Singu nè, nó tâm rời nhiều nha anh em nha. Đó. Cứng rồi, cứng rồi nha anh em nha, cứng rồi, được săn bể rồi. Rồi cục này bán cho anh em 150. 64. 65 nè, vô cho anh em một con Singu nè, con này là 268 nha, đứt dây giật rồi nè. Đó, mắc áo thôi, y sơ còn nè ha. Rồi cục này lăn được nè, cục này bán cho anh em 150. 65. Vô cho em cục TL20 nè ha, TL20 nha, có nhiêu này bán nhiêu này cho anh em luôn nha, mà bị cứng rồi ha. Cứng rồi. À lăn được nè. Tông đó nè, còn đẹp nha. Đó, nó có nhiêu này bán nhiêu này cho anh em ha, về nhà anh em lấy hơi, lấy phụ tùng gì đó lấy ha. Đó.
Rồi, cục này bán cho anh em giá 250. Mitsubishi TL20 nha. 250. 66. 67 nha. 67 vô cho anh em cục single nè. Cục này 237 nữa nè, mà bị cứng rồi ha. Bán cho anh em tầm được 260 nha. Này còn bị xăng con nè. Mắc Uri, dây sơ con nè. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 150. 67. 68 nè, 68 vô cho anh em một single nữa nè. Con này lăn được nè. 237 mình xăng bởi nè. Tụ kia giật rồi ha, tụ kia giật rồi. Rồi, cục này tụ kia giật rồi, lăn được nè. Rồi, cục này bán cho anh em giá 180.000. 68. 69 vô cho anh em cục G3 sơi, con này bị cứng nha. Đó, bố thì còn con lá nha, ha. Cứng à. Rồi, cục này bán cho anh em giá 170.000. Còn mình sang con nè. 170.000. 69. Cái cục này bán cho anh em, cục này cũng là Nativo nè, giờ anh em lấy y sơi nè, ha. Nó bị cứng rồi nha. Đã lăn được nè. Hình như cũng Nativo hay sao á. Rồi bán cho anh em cục này 80.000. 70. Vô cho anh em cục Tanaka nha. Tanaka nè, con này xài chống quanh bồ rồ tại đỏ nè ha. Con này giật được nha. Đó. Bố con này giật được rồi. Con gì giật mới chết à. Bình xăng bể rồi nha. Rồi cục này bán cho anh em giá 170.000. Nó là 22 sơ sơ ha. 170.000. 71. Vô cho anh em bộ hơi của thằng Robin nha. Robin Makita 250 nè ha. Nòng 34 ly hay sao á. 25 sơ sơ nha. Rồi cái này thì nó mất cái cục piston rồi nha. Giờ anh em lấy nòng lấy dơn ha. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 90.000. 72. Rồi, vô cho anh em hai cái cục này nè. Cục này cục lóc này là của thằng thằng gì ta? Mà cũng không biết luôn. Hai cái lóc này nè, mà cái này nó bị cứng rồi. Còn cái này thì nó bị xước rồi. Cái này cũng Makita nè, Makita 200 này bị xước rồi. Hai cục này bán cho anh em giá nó là 40.000 nha. 73 40.000. Cục single của này nè. Single này bị cứng rồi. Rồi, cục này bán cho anh em 70.000 luôn. Nè, lấy vô ồ mà. Giờ anh em lấy đi sơi nè, lấy bố nè, bánh trớn 70.000. 74. Lấy thước cho. Vô cho anh em một cây lam của thằng Estin nha. Hả, Estin nè. Đây, đây, đây. Kéo 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 là bấm bấm cho đứng luôn. Kéo đang xúc nữa cho bấm cho đứng luôn. Đứng luôn. Hả, bấm đứng luôn. Lam nó dài là 52 phân. Rủ 53 phân nha, 53 phân nè, thấy không? Đó, chiều ngang của nó nè. 8/2 ha. 8/2. Ốc nó là được để con ốc ốc đó rồi. Chân ốc nó là 12/4 ha. 12/4 nha. Đó, 12/4. Này là 2/2 nè. 2/2 ha. Rồi, bộ này lam ra tinh nha, đẹp nha. Ừ. Em coi lam ra tinh nó đẹp không? Bộ này đỡ cho anh em giá nó là 500.000 nha. 75. 76 vô cho anh em bộ bộ lam này hình như là của thằng Echo hay sao ta? Hình như bộ lam này của thằng Echo hay sao anh em à? 5 này dài 46/5 nha. Ngang của nó nè. 7/2 nha. Còn cái này là chân ốc nó là 8 ly hả? 8 ly. 8 ly. Còn từ cái này vô trong đây là 2/2 nha. Đó. 2/2 rồi. Cái này đỡ cho anh em giá nó là nè, là tinh nó nè, là tinh còn đẹp nha. Ừ. Ha. Rồi cái này đỡ cho anh em bộ này 450.
450.000, mã số 76. Rồi, có cái lam của Xtin 015 này, đi tìm cái lam Xtin này. Lam đẹp nha. Lam bánh xe này. Xtin nha anh em nha. Xtin 015 á. 015 020 là gắn được hết nha. Nè. Thì Xtin nó nè. Lam này dài là 4 tấc nha. Rồi, ngang nó là 6 phân. Ha, 6 phân. Này đỡ cho anh em giá nó là 300.000. 77. Rồi có mấy cái lam này nè anh em. Hôm nay coi thử anh em xài được hay không, xài tùy anh em nha. Đó, ngọc ở vậy nè. 1 2 3 4. 4 cây đi ha. 4 cây đi. 5 cây luôn đi. 35.000 cây. Bán hết luôn. Đổi lại. Rồi 35.000 cây nha anh em nha. Đó, 35.000 cây nè. Cái dài có xài có được hay không thì tùy anh em ha. 5 hư á. 35.000 cây 70. À, đây là 70 nữa là 140. 70 70 201. 140 140 là 208. Rồi 208 luôn, tặng cây này luôn. 208 nha, 280.000. 78 bao nhiêu cây vậy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cây nha, có 280.000 thôi. Rồi, đưa cho anh em 3 cái ống, 2 cái ống, 2 cái ống này nè. Ủa. Cái ống này nó đâu phải ráp vô đây được đâu. Được không? Rồi giờ đổ vô đây được luôn nè anh em. Rồi bán cái bộ này cho anh em 100.000. 79. Rồi, 79 nha anh em nha. Rồi nói chung là lên hết đống này thì anh em coi cái nào mà nó phù hợp với mình thì mình có chọn hơn em ha. Chúc bà con luôn luôn mạnh khỏe nha.